Qua cái lớp học này thì điều mà chúng tôi thấy riêng cá nhân tôi tâm đắc nhất là về cái vấn đề mà tổ chức cuộc họp. Mặc dù là với thời gian rất ngắn, nhưng mà về cá nhân tôi, cái mà tôi đã đạt được trong cái khóa học này đó là thầy đã giúp cho tôi làm 5S cho những cái kiến thức mà lâu nay mình đã vô tình đọc được, đã học được đâu đấy ở trường đại học, sắp xếp lại. Về ý nghĩa của bài học thì các kiến thức của thầy giảng ra thì rất là thiết thực trong cuộc sống và trong công việc. Thứ nhất, trong cuộc sống tôi cũng rất là tâm đắc. Như chúng ta đã nghe và chúng ta rút ra, chúng ta bàn ngày hôm qua là chúng ta muốn thay đổi gia đình, chúng ta muốn thay đổi làng xã, chúng ta muốn thay đổi đất nước, chúng ta muốn thay đổi cả thế giới. Trước tiên chúng ta phải thay đổi chính bản thân của chúng ta. Có ba vấn đề chính. Thì vấn đề thứ nhất là đã hiểu được cái tư duy sáng tạo nó là gì và có đặc tính như thế nào, phân loại ý nghĩa làm sao. Và ngoài ra chúng ta hiểu được cái nhà quản trị nó khác với nhà quản lý như thế nào. Và cái thứ hai là các phương pháp như các học thuyết để trong tư duy sáng tạo, thì nó gồm một số các học thuyết sau. Về cái học thuyết về out of the box, Scamber, Mindmap, 6 chiếc nón tư duy, brainstorming, the risk. Theo thống nhất của nhóm, ấn tượng nhất là cái phân tích của thầy về cái cơ chế làm việc của nam người, hiểu được cái bản chất và để biết được mạnh điểm yếu của người nam khác người nữ như thế nào, thì sau đó có những cái phương pháp và những cái phương án xử lý trong công việc nó phù hợp. Tôi qua lớp học này chính thầy đã truyền nhiệt huyết cho tôi để tôi có thể khơi dậy, thổi luồng gió, khâu các sáng tạo tư duy cho tất cả mọi người trong nhóm của tôi. Bản thân của một group leader của hơn 50 người thì cái brainstorming kiến thức mà chúng ta làm việc nhóm, kỹ năng làm việc nhóm rất là thiết thực để cho tôi, để làm thế nào tôi huy động được tất cả cái tư duy trí tuệ của mọi người để đóng góp cho một cái tập thể vững mạnh trong tương lai và đóng góp vào thành công chung của công ty chúng ta.